Câu hỏi số 8 của Nick tên là Kiên Lê. À, nội dung: Hãy sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống tốt với người thân họ hàng, không lừa đảo, làm những việc xấu thì cần gì phải đi chùa. Làm để cầu may thì không nên làm. Trời Phật mà có thật thì ở đâu mà chẳng nhìn thấy. Có người bố mẹ ông bà đau ốm không chăm sóc, quan tâm lại ra chùa để làm gì? muốn tu thì quay về nhà mà tu phật sống còn đang nằm trên giường kia nhanh không kẻo có ngày nhận ra thì đã muộn đây là không phải câu hỏi bạn kiên lê này muốn chia sẻ một cái quan niệm rằng là tu là phải tu ở ngay tại nhà không phải đi ra đến chùa thế thì chúng ta thấy thế nào chỗ này thầy xin chia sẻ thế này với quan niệm của bạn kiên lê ấy, thì có cái đúng mà có cái chưa đúng thực sự nếu chúng ta không ra chùa thì mấy ai biết đạo lý để tu wow. chùa chiền thực sự là một cái ngôi trường để dạy đạo đức cho mọi người nhiều khi cha mẹ ở nhà cái phần đạo lý chưa hẳn đã sâu sắc wow. hoặc nếu nhiều gia đình chưa có truyền thống giáo dục về đạo đức thì con cái dẫu có lớn lên làm cha làm mẹ cũng chưa hẳn đã có cái nếp sống đạo đức mà không biết dạy cho cháu con của mình đâu cho nên đến chùa thì chùa là cái, cái môi trường rất tốt mà chư tăng là cái người được học đạo lý từ nơi các bậc thánh hiền à, cho nên chư tăng thường là những người thấm nhuần về đạo lý rồi giảng dạy cho mình để mình học mình về mình mới biết sống đấy, giống như bạn này nói phật nằm trên giường đấy thì cái câu chuyện này ở đâu mà ra cũng từ trong chùa mà ra từ kinh phật ở chùa mà ra vì chính trong kinh đức phật dạy ở nhà có hai vị Phật sống, đó là cha là và mẹ nghe. Không? Thế thì có phải từ chùa không nào? Cho nên nếu bảo không cần đi đến chùa thì cũng chưa hẳn đã đúng nhé, mà chúng ta, nhất là người dân Việt Nam thì nên đi đến chùa học đạo lý từ đó rất là tốt, nghe không? Học đạo lý từ chùa, từ kinh pháp của Phật, chúng ta mới hiểu được đạo lý, chúng ta về nhà ứng dụng vào cuộc sống tại nhà thì rất là tốt, nghe không? Còn nếu bảo rằng Quay về nhà mới tu, ra chùa. Mà tu thì đến khi nhận ra Phật ở nhà thì đã muộn. Thì kính thưa đại chúng, các cụ nhà ta thường nói là tu nhà, tu chợ, tu chùa đấy. Nghe không? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đây là nói bổn phận của người Phật tử, một người con Phật. Đầu tiên mình là con trong gia đình, mình phải tu cái bổn phận làm con, tức là tu trong nhà sau đó ta bước chân ra khỏi nhà ra xã hội xã hội ngày xưa lấy cái chợ làm xã hội là cái chỗ mà tất cả các thành phần đều có thể đến thì bước chân ra ngoài xã hội ta phải tu với xã hội gọi là tu chợ và rồi sau đó đến chùa thì ta vào chùa ta mới tu được cái người mà chưa làm tròn bổn phận người con bổn phận của người công dân trong xã hội thì đến chùa cũng không thể tu được đâu cho nên xếp thứ tự thứ nhất tu tại gia thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa là muốn nói một người đến muốn đến tu được ở chùa thì phải làm tròn những bộ phận kia phải có những cái đức của người con cái đức của người công dân tốt rồi vào chùa mới xứng đáng làm thầy tu để làm gương cho thiên hạ đấy chứ không phải nói là tu ở tại gia là cao cấp hơn tu ở chùa không phải như thế nghe không không phải là đánh giá thứ tự cao cấp Nhé. à, tại gia là cái đầu tiên vì ai sinh ra cũng từ gia đình phải tu cái đấy đã làm con đã rồi ra ngoài xã hội thì làm công dân phải tu là công dân cho tốt rồi đủ ừ. những tư cách đấy vào chùa mới làm người thầy tốt được mới làm một vị sư mẫu mực được đó cho nên quan niệm của bạn này á thì chúng tôi cũng có cái đồng ý mà có cái chưa đồng ý nha à, những cái đúng thì là phải sống hiếu thảo với cha mẹ là đúng rồi nghe không? và việc đi chùa vẫn nên đi chùa để học hỏi đạo lý nhé cho mỹ gọi là phật tử là quy y phật quy pháp quy tăng mà thế quy tăng là nương tựa chúng tăng và lấy chư tăng để mà làm thầy chỉ đường cho mình vì đức phật thì niết bàn rồi chư tăng là thay mặt cho phật để hoàng dương giáo pháp dẫn đường cho chúng ta nhé cho nên chúng ta không nên bỏ cái vế đi chùa nghe không